Kênh Hoa Lan Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan Thơ mình chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi là cái cách mình trồng cái cây lan cấy mô, tức là cây lan đập chai đó. Đó, cái cách mình trồng như thế nào đó để cho cái cây này nè nó không bị héo lá và xuống lá. Đó, cái này mình mới trồng lên được có khoảng tuần nè các cô chú, mà lá nó vẫn còn giữ bộ lá xanh mướt luôn. Đó, đối với những cái cây này không biết thì có chú trồng lên thì nó sẽ bị héo, nó rụng lá hết, nó còn cái thân không là bạn nó teo thân luôn. Đó là phải chờ cái mầm gốc tiếp theo lên. Đó, nếu mình trồng không khéo là tầm có khoảng 2-3 ngày là bắt đầu nó héo lá hết. Đó, ở đây là mình trồng hoàn toàn không héo lá, vẫn tươi tốt. Đó, các chú thấy không, lúc mới đập chai ra nó có chú bé ra bằng cọng tay tâm nhang à, cầm không dám cầm luôn á, bây giờ nó bự gì nè. Đó, thì cái cách mình làm nó đơn giản, không có gì mà để cầu kỳ hết. Đó, chú thấy không nè, không có cây nào mà nó héo lá nó hết trơn á, cây nào lá cũng vẫn tươi tốt hết. Đó, giữ được bộ lá tươi thấy không. Đó, và cái cách mình chăm sóc nó luôn. Đó, thì cái bước đầu tiên á, khi mình mua cái chai về, cái chai cái mô về thì các chú mình á, cứ mở nút ra rồi cho nó vào một miếng nước vô cái chai á, rồi chúng ta lắc qua lắc lại vậy nè, đang cho nó chốc cái lớp ba cái nó có một cái lớp để người ta kêu bằng cái lớp gì đó mình quên rồi. Đó, nó chốc cái lớp đó ra rồi xong mình sẽ làm một cái, mình lấy cái cọng dây kẽm này nè, mình bẻ một cái móc, mình móc ra, mình móc thì mình móc ở dưới cái bộ rễ của nó, móc kéo ra, nó kéo ra rồi mình rửa sạch hết. Đó, thì cách mình làm đơn giản lắm. Người thường thường thì cái này người ta về á, người ta kéo ra xong rồi người ta xử lý đi than hoặc là ngâm qua bột đó. Còn mình ở đây hoàn toàn mình không ngâm gì hết. Đó, mình làm đơn giản, tại mình làm này mình thí nghiệm thôi, mình làm chỉ có một chai một thí nghiệm thôi. Thì hiện tại bây giờ nó thành công. Thành công thì mình chia sẻ cho các chú anh chị mình luôn. Mình có muốn thử sức mình trồng cái cây này thì mình làm theo cách này, mình thấy các chú thấy hay thì mình làm theo cách này. Đó, mình móc nó ra rồi không mình rửa cho sạch hết, rửa cho sạch sẽ hết trơn xong á, các chú làm lấy một cái gỗ như vậy nè. Đó, ví dụ mình trồng số lượng ít nha, còn số lượng nhiều thì mình dùng nhiều cái, mình có thể mình dùng cái lưới cũng được nè. Cái lưới sao mà đang mình bỏ nó lên nó đừng có lọt á. Ở đây mình thử một chai nè, mình thử một chai mình để lên trên cái gỗ, mình dùng lấy một cái, mình để một cái lớp rêu á các chú, rêu gừng á. Tại vì cái rêu gừng thứ nhất là cái độ giữ ẩm của nó là nó không có cao như cái rêu chi lê, nó không có giữ nước nhiều. Cái thứ hai nữa là nó thoát nước tốt á các chú, cái độ ẩm của nó vừa phải đó. Cho nên cái cây lan của chúng ta nó phát triển nó vừa đủ cung cấp cái lượng nước đó cho cái cây lan của chúng ta đó. Cho nên để một lớp rêu ở dưới gỗ đây nè đó, mình rửa sạch hết mình đặt cây lan lên đó, mình đặt cây lan mình đặt đều lên hết, mình cứ đặt lên, dựng nó lên, nói với nhau đều hết đó, dựng đứng nó lên. Đó, dựng đứng lên trên mặt rêu á, khỏi cần làm gì anh, cứ dựng khích với nhau lên đó. Thì mình dựng như vậy á, tầm cỡ khoảng 2 tháng, thì của mình ở đây mình dựng tầm khoảng 2 tháng mình mới trồng lên nè. Bởi vì khi mình trồng lên là cái cây nó lớn luôn rồi nè các chú thấy không. Đó, trồng lên là cây lớn luôn đó, mình cứ dựng lên vậy. Rồi sau khi mình dựng lên xong đó, mình dựng lên xong thì mình cũng chưa cho nó ăn gì hết, tầm cả khoảng 3 ngày sau tập để cho cây nó quen với không khí môi trường xung quanh. Mà trồng mới trồng lên là mình nó mới ra chai á, là mình không có làm gì hết đó. 3 ngày sau đầu mình mới phun cho nó một cái liều là B1 thì ở đây mình dùng cái chai B1 Thái á các chú. Thì chai B1 Thái thì các cô chú nào cũng biết hết rồi. Đó, mình đi ra chỗ bán Nhật Tây Hoa Lan thì nói chai B1 thì người ta bán thôi. Mình quánh cho nó một liều 2cc trên 1 lít nước. Đó, 2cc trên 1 lít nước. Đó, rồi xong thì tầm 3 ngày sau là mình kích rễ cho nó luôn.
Đó, 3 ngày kế tiếp nữa là mình phun kích rễ cho nó, kích rễ gì cũng được. N3M đó như mình phải cộng với gì? Cộng với cái thằng B1 với cái thằng Atonic. Atonic thì mình quánh là 0,5 cc. Nó còn B1 với B1 thì 1 cc. Đó mình quánh giật giật xuống lại tại cái lần đầu tiên mình quánh cho nó, cho cây nó ăn mà. Nó cho cây nó ăn để với nó hỗ trợ rễ luôn luôn. Đó, cho nó hồi sức cho khi ở trong chai nó mới ra đó, cho nó giữ cái bộ lá này nè xanh đó. Thì nói chung là mình phun thuốc kích rễ cho các cái loại lan kia đó, các cái loại lan khác đó, mình đang thuần đó thì mình cũng phun cho nó luôn đó, phun cho nó rồi kể cả là phân bón lá cũng vậy nữa. Phân bón lá tầm khoảng một tuần lễ mình phun phân bón lá cho các loại lan kia, mình cũng phun sương cho nó luôn đó, cho nó ăn luôn đó. Mình thí nghiệm mà, mình thử mà coi như là nó thành công đó. Thì tầm có khoảng 2 tháng thì cái này mình mới trồng lên nè, nó 2 tháng chứ nhiều khi trên 2 tháng nữa các cô chú đó. Thì các cô chú cứ dựng nó lên thôi, làm lớp view với cái gỗ nè, cứ dựng 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 nó lên cho nó đều, cũng như là thay vì mình quăng đại nó lên thành cục thì nhìn nó xấu quá, với nữa nhiều khi nó bẻ đầu được tùm lum, mình trồng cái cây lan không đẹp đó, mình chỉ dựng đứng 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 lên trên thôi cho nó đều với nhau vậy đó. Thì các chú thấy chừng nào mà rễ của cái cây lan đó nó bám vô cục kiêu đó, nó bám vô cục kiêu và nó ăn vô cái cục kiêu á, rễ nó bung nhiều ra đó, lúc đó mình nhổ lên mình trồng gì. Thì này tầm có khoảng 2 tháng nè, tầm khoảng 2 tháng là mình nhổ ra mình trồng nè đó. Thì cái sơ dừa này là mình phải xử lý nó qua vo bột là mình ngâm tầm có khoảng nửa tháng trời đó các chú, nửa tháng trời, tầm khoảng nửa tháng là mình ngâm là cho nó, thứ nhất là để diệt nấm mốc, cái thứ hai là cho cái chất chát của sợi dừa nó ra đó. Thì cái vo bột thì chủ yếu là diệt nấm mốc thôi, còn chất chát sợi dừa thì mình ngâm với sợi dừa trong nước không đó, thì nó cũng ra nữa, khỏi cần vo bột là mình xả nó lại, mình ngâm cho nó, mình cảm thấy là cái sợi dừa này nó đạt kết quả tốt rồi thì mình vớt nó ra, mình xả cho nước, cho nó nhiều lần nước cho nó hết chất chát, chát đi mình mới trồng lên, cho nên để vậy cái sợi dừa nó đen này các chú thấy không đó, nó đen là do mình xử lý nè đó, mình xử lý là mình ngâm nó lâu cho nên nó mới đen gì. Còn những cái sợi dừa mà trồng lên mà nó còn còn cái màu sợi dừa màu vàng vàng màu đỏ đỏ đó là cái đó là xử lý chưa có đạt đó. Rồi là mình trồng nè, cái cách mình trồng đơn giản lắm, thì mình kẹp cái sợi dừa vô đây, mình kẹp, mình lấy 2-3 miếng vậy đó, mình kẹp vô cái bộ rễ nó, mình vuốt cái bộ rễ nó xuống, mình kẹp nó vừa tới cái mí chân của cái cây lan thôi đó, vừa tới mí chân của cây lan thôi, chứ cô chú đừng có kẹp lên cái chân cái gốc cây lan, kẹp lên là nó kẹp nó hư luôn cái mắt ngủ của cái cây à, nó thối mắt ngủ cây. Mình kẹp vừa hết cái bộ rễ vừa tới mí cái gốc cây lan gì thôi đó, rồi người ta dựng lên đó, thì mình trồng tầm có khoảng tuần lễ rồi nè, bộ lá vẫn còn giữ xanh mướt luôn, không bị nhăn, không bị héo gì hết đó. Đối với những cây đập chai, nếu các chú mà ra chai các chú trồng liền là bảo đảm trong vòng 3 ngày đến 5 ngày là nó sẽ héo, nhăn lá, nó héo lá rồi nó xuống lá luôn. Còn đây mình trồng là hoàn toàn giữ bộ lá xanh tươi hết, rất là đơn giản đó. Mình ra chai rồi, giờ mình xin nhắc lại để cho các chú, mình xin nói lại để cho các chú anh chị mới tập chơi mình nắm rõ nha. Thì mình mua cái chai cái mô về, mình cho nó vô miếng nước, lắc qua lắc lại cho đều, xong mình làm cái cọng kẽm, bẻ cái cọng kẽm, bẻ cái đầu của cái móc, mình đút vô mình móc nó ra đó, mình móc, mình kéo từ cái bộ rễ nó, mình kéo ra rửa sạch xong, mình dùng cái gỗ hay lưới gì đó cũng được, mình rải dưới một lớp rêu mỏng vậy thôi, không không cần dày, mỏng vậy thôi, mình đây mà rải lớp mỏng vậy nè, mình dựng như dựng cây đều lên trên, mình nắm đầu nó dựng 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 lên là cho đều hết nó, rồi tự động là rễ nó sẽ ăn, mình kích rễ cho nó đó, mình cho nó ăn một liều B1 là lần đầu tiên nhất là 2 cc trên 1 lít nước
Đó, có chú nhớ nha, lần đầu tiên là 2 cc một lít nước, mà khi mình dựng lên trong vòng 3 ngày sau mình hả phun. 3 ngày sau mình phun cho nó một liều là 2 cc một lít nước. Rồi xong. Rồi 3 ngày sau nữa mình sẽ phun kích rễ cho nó. Kích rễ thì các chú cứ pha bình thường như cái liều dùng như người ta khuyến cáo ở trên cái bao bì. Đó, như người ta hướng dẫn ở trên bao bì. Đó. Rồi là mình phun là khi mà mình nuôi á, mình thấy cái cây lan mà cái rễ nó bám vô cái rêu á, nó bung rễ rất là nhiều, nó bám chặt vô cái rêu rồi đó, đầu chúng ta mới nhổ nó lên. Nó nhổ lên mình trồng, mình kẹp xe dừa cho mình vô trong trong cái cốc như vậy. Đó, cũng có thể là như theo mình nghĩ là có thể là mình lên luôn cái chậu lớn cũng được, không sao hết. Đó, nhưng mà cái lúc này thì nó còn nhỏ quá, mình lên chậu lớn luôn mình để nó chặt chỗ. Đó, cho nên mình trồng gì nữa mình cái việc mình rút ra mình trồng nó thôi, lên lên chậu lớn thôi. Đó, thì mình phun các loại thuốc kích rễ kia đó, thì mình cũng phun cho nó. Đó, rồi 1 tuần lễ mình cho các loại lan kia ăn phân đó, thì mình cũng lấy cái liều lượng lớn đó, mình phun cho nó luôn, không sao hết, mình chỉ phun xương xương nha nè, mình phun đại vậy đó, tại mình này cũng ít quá, mình cũng làm biếng pha nữa, mình phun cho mấy cái loại lan lớn kia mình phun cho nó luôn mà nó không sao hết các chú. Mình vẫn nuôi nó bình thường luôn. Đó, giờ cây bữa nay nó bự nè. Lúc mới đập chai nhìn thấy gầu lắm, mới mới đập chai ra là nó nhỏ như cọng tâm nhang vậy. Có thể là có cây nhỏ hơn cọng tâm nhang nữa, cầm không được mà không dám cầm mà sợ nó gãy. Nó thì cách đơn giản vậy thôi, tức là mình quan trọng là mình ra chai mình dựng nó lên sợi dừa, khi nào cái rễ nó bung ra nó bám vô trong cái rêu á, bám chắc vô trong cái rêu, mình hay nhổ nó ra mình trồng, đó là an toàn nhất, là để giữ được cái bộ lá này. Thứ nhất là cây nó quen với không khí môi trường xung quanh, cái thứ hai là cái rễ nó ra mạnh rồi mình kẹp vô mình trồng lên như vậy á, là nó không bị ảnh hưởng mất sức cây nhiều. Đó, khi mình mới ra chai mình kẹp vô mình trồng liền á, thì nó sẽ mất sức cây, dẫn tới là nó không nuôi nổi cái bộ lá này, nó dẫn tới là héo và xuống lá. Còn mình ở đây là mình không làm vậy, mình chỉ dựng nó lên, khi nào rễ nó bám chặt cho trong cái rêu mình mới nhổ lên mình trồng. Đó, thì chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì phức tạp hết các chú. Đập chai ra, một là đập chai, hai là chúng ta dùng móc móc nó ra, rửa sạch hết cái dựng lên trên cái rêu đó, rồi 3 ngày sau hả phun cho nó một liều B1 đó, phun cho nó một liều B1 đậm chút là 2 cc một lít nước. Rồi xong, cứ rồi 3 ngày sau nó bắt đầu mình phun kích rễ đó, kích rễ gì đó, kích sao mà cho rễ nó ra nó bám vô cái giá thể đó, bám vô cái lớp rêu mà mình lót ở dưới cái đít gỗ nào hoặc là trên lưới gì đó, rễ nó bung ra nhiều nó bám đó mình nhổ lên trồng. Đó, thì mình phun các loại thức ăn cho các cái cây lan kia thì mình cũng quên nó luôn đó, mình quên xương xương qua gì nè, mình cho nó ăn luôn chứ mình không có dùng liều nhẹ liều nặng gì hết. Đây, nói chung là mình pha thuốc á, mình phun cho các loại lan lớn á, thì mình cũng pha loãng các chút chứ mình không có pha đậm đặc như người ta hướng dẫn. Thì đó, về cái vấn đề này mình cũng nói nhiều, mình chỉ pha loãng đó thôi. À, mình tha loãng là mình phun cho cái cây lan con này vẫn được luôn đó, cho nên mình phun không ảnh hưởng gì hết. Mà các chú thấy cái bộ lá nó vẫn còn nguyên không đó, cái này là nhiều cái nhà vườn lớn người ta trồng nó vẫn bị héo và xuống lá nha các chú. Cây đập chai nè, các chú đập ra mà trồng liền là bị liền đó, mấy cái này mà gấp gáp trồng liền là bị liền. Ở đây mình làm thành công rồi đó, đập ra cứ dựng nó lên rêu đi để cho rễ nó bám luôn đàng hoàng rồi mình hạ trồng. Đập chai hoặc là mình móc ra xong mình rửa sạch dựng lên rêu, 3 ngày sau phun cho nó một liều B1 2 cc một lít nước, 3 ngày sau phun kích rễ cho nó cũng cộng với B1 với 0,5 cc đó. Rồi cứ 3 ngày kích rễ nó, kích nào thấy cái bộ rễ nó ra đẹp ôm vô trong cái rêu đó là bắt đầu mình hái nhổ lên mình trồng đó. Thì 1 tuần lễ mình phun
mình phun các loại phân bón lá cho các loại lan lớn kia mình vẫn phun nó luôn. Ví dụ như vô mùa mưa thì mình quánh 20 đều, cũng như cái phân như cái các loại lan khác thôi. Đó, thì vô mùa nắng thì mình quánh 30 10 10. Đó, hoặc là các chú có phân hữu cơ, phân cá gì đó mình phun, mình cứ phun cho nó luôn. Mình cứ pha loãng ra là mình phun những cái loại lan kia mình phun cho nó luôn, không sao hết. Đó. Rồi cái kết quả hiện tại bây giờ thì nó đúng như cái ý của mình, là nó không có bị héo và xuống lá. À. Đơn giản vậy thôi. Tại vì cái lúc mình làm á, mình làm này là mình thử thôi, cho nên mình không quay vô các chú anh chị mình xem. Đó. Rồi bây giờ nó thành công rồi mình mới chia sẻ cho các chú anh chị mình xem. Đó. Các chú thấy không? Hoàn toàn là cây mứt rượt luôn. Đó, trồng cỏ phắn mình lên chậu cỏ phắn tuần nay rồi nè, mà lá nó không có bị nhăn héo lá nào hết trơn, cây vẫn mứt rượt. Rồi hôm nay Hoa Lan thôi chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi cái cách mình trồng cái cây lan cái mô đập chai đó. Đó, là giữ được cái bộ lá của nó xanh mướt. Đó, không bị nhăn hay là héo xuống lá gì hết nghe. Đó. Các chú anh chị mình yêu mến kênh Hoa Lan Thơ, hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào chuông và chia sẻ tạo động lực kênh Hoa Lan Thơ. Xin chào và hẹn gặp lại.